nhắn và điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ nên viết thành bài thơ. Hồ ấy niềm vui như bướm trắng say đắm bên làn làn như bông hoa ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.